Rồi, Súp Đồ Kênh 7 xin chào các anh em ha. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là mấy cây cần lua nè, cần lua Toro ha. Có size là 2m1, 2m4. Đó, máy đứng máy ngang luôn nha mọi người. Với một cây cần tay, với mấy con máy thôi. Máy hôm nay em có về là Toro GH nha, 4.000, 6.000 với 7.000. Với mấy con máy máy Nhật nè, máy bãi nè. Và với một con FX nữa nè. Đó, rồi. Đây, anh em nào mà chốt hàng thì phí ship bên em là 20k nha. Anh em nào chốt hàng thì chốt qua cái thằng giúp lào cho em ha mọi người. Nha. Rồi, đầu tiên nha, anh em chốt theo số, mã số nha, em đi từ mã số nha. Thì đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em làm cây cần máy đứng, cây cần lua máy đứng nha mọi người. Đây, cần lua máy đứng MH, cây này hàng của Toro, cây này được hàng là chính hãng Toro nha. Anh em nào đây, anh em nào mà mua hàng thì được bảo hành nha, có bảo hành đầy đủ luôn, bảo hành 1 năm, một ngọn thay thế miễn phí. Đây, cần carbon sáng ít, quá trời đẹp luôn. Anh em nào chơi nháy lua nháy thật đồ đó ha, đánh cá lóc bông, lóc đen đồ đó là quá là ngon luôn. Đây, cần sập carbon sáng ít ha, khoen của nó là khoen dòng khoen hãng không thép không rỉ, sứ tròn nha mọi người. Đây, sứ này ra dây rất là tốt luôn. Đó, cây này là cứng MH. Lua là 10 đến 30 g, độ dài là 2m1 nha. Thì cần máy đứng á thì em còn size 2m4. Đó, em có hai size. Còn mà máy ngang á thì em còn size một là 2m1 thôi nha. Đây. Đó, cây cần này cán carbon đẹp, cực kỳ đẹp luôn bát nè. Không, cần này là cần mới 100% nha, hàng chưa sử dụng. Nè, hàng Toro là Lan Bian S702MH. Rồi, cây này em để cho anh em giá là 680k nha mọi người, 680k. Đây, anh em nào chốt hàng thì chốt qua giúp Lào này ha mọi người. À, cây này mã số 1, 680k. Tiếp theo, mã số 2. Đây, mã số 2 thì cũng vậy luôn. Ha, mã số 2 thì cũng vậy luôn. Là cũng là nè. Nó là cũng rồi. Đây, mã số 2 này cũng vậy luôn, là máy ngang nha, cũng là 680 luôn. Thì mẫu máy ngang này, cần máy ngang này thì không có size 2m4 nha, nó còn size 2m1 thôi. Nè, còn được mấy cây 2m1 thôi. 2m4 thì anh em lấy hết rồi. Em còn vài cây 2m1 à. Rồi, đây cái này là 2m4 của máy đứng ha. Thì trong đây thì có tem là bảo hành hết nha. Anh em nào đây, thẻ bảo hành là nó gắn trên đây. Đó, anh em là kích hoạt thẻ bảo hành thì anh em mua về thì anh em cứ kích hoạt theo cái cú pháp này ha mọi người. Nó có hướng dẫn cho anh em hết. Rồi, mã số 2, 1-2 rồi. Tiếp theo là mã số 3 là cây cần. Đây, một cây cần tay 9m nha. Cây này 9m nè mọi người, 9m carbon luôn ha. Nắp chụp đầu, nắp chụp đít thì đầy đủ luôn. Nắp đầu, nắp đít đầy đủ, hàng carbon. Cây này bao anh em mới là 80-85%. Đọt là 1 ly 4 ha, đọt ly 4 xây 360 luôn á. Cây này 4H nha, độ dài là 9m, 4H. Thẳng đều, cứng đều, thẳng tưng luôn nha, không có quẩn mà. Đây, thì cây này em sẽ giảm cho anh em, mã số là mã số 3. Cây này em bán 850 mà em giảm cho anh em còn 750, anh em chơi luôn. Một cây 9m làm gì có 750 anh em ha. Cây này mã số 3 nha, 750k. Đây, hiển là cây này dòng nội địa Nhật nha. Đó. Đây, em còn cây cuối cùng của hàng này nè, là em bán cho anh em giá cực kỳ là tốt cho anh em chơi luôn ha. Cây này mã số là mã đây, tem đầy đủ. Rồi, mã số 3 nha anh em, cần tay 9m 4H, giá chỉ có 750 thôi. À. Cái này là cái kén nè, mấy ông Nhật quấn chỉ nha, chứ không có bị dập tét gì nha. Quấn chỉ cầm chắc tay thôi, không trơn trượt. Rồi, tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 em có một con máy máy hàng Trung nha. Máy Trung này, máy Trung hàng bãi nha mọi người. Đây, tay quay trợ lực luôn nè. Đó, tay quay trợ lực luôn. Đây, con này có kim loại nha mọi người. Đây, có kim loại nha. Có dây BE sẵn luôn. Con này giá cực kỳ là tốt cho anh em chơi nè. Đó. Gatio số 5.5, anh em nào đánh lua mà không quan tâm đến xấu đẹp thì anh em lấy con này nha. Nè, con này quá trời đẹp luôn. Đó. Gatio 5.5. Rồi, con này em bán cho anh em giá nhiêu? Đây, con này em để cho anh em giá là 170k nha. Đây, 170k con này cho anh em chơi. Mã số con này, là mã số 4 nha, 170k anh em. Đó, anh em là chốt hàng chốt qua dép lào này cho em nha. Rồi, mã số là mã số 4, 170k. Đây, mã số 4 nha. Nè, máy mượt cực kỳ mượt luôn, chống đầu gục bằng bi luôn nha. Tiếp theo, mã số 5. Đây, mã số 5 là con
Tiếp theo là mã số 5 là con FX nha. Đây, một con Shimano FX. Đây, một con Shimano FX 1000 nha mọi người. Anh em nào mình chốt hàng thì mình chốt qua hàng dép lào này giùm em nha. Đây, em đã con FX cho anh em nè. Con FX. FX 1000 nha. Wow, FX 1000 còn mới đó anh em. Nè, ta quay còn khá là đẹp luôn nha. Chỉ có nổ sơn, nổ lốp xi xíu thôi. Nè, máy quay còn rất là mượt luôn. Đó, FX 1000. Anh em nào chơi lua, chơi đánh câu tôm, câu bè, câu mực đồ đó thì mấy con FX này quá ok rồi. Con này còn BBE luôn. Em cho anh em dây BE luôn nha, em không lấy ga đâu. Đó, FX 1000 này em để cho anh em giá là 270k nha. Con này mã số 5. Con này mã số 5 nha mọi người. Rồi, 270k anh em nào chốt hàng chốt qua cái hàng dép lào này cho em nha. Đó. Nè, anh em chốt nhanh thì còn nha. Phí ship có 20k thôi anh em. Rồi, tiếp theo mã số 5 rồi, tiếp theo mã số 6. Đây, mã số 6 em có là một con Ultra 3000 nha. Con Ultra in Japan luôn anh em ơi. Ultra Japan nha. Con này thì ngoại hình nó xuất sắc nha. Anh em nào không quan trọng xuất sắc thì lấy con này còn rất là mượt luôn. Nè, con này còn rất là ngon nha mọi người. Nè, quay còn rất là ngon luôn. À, chống đưa ngược bằng bi luôn nha. Thì con này cái thân của nó nè, thân của nó thì có, nói chung thân của nó còn khá là đẹp luôn anh em. Nè, cái thân của nó nè, anh em nhìn đi. Thấy không? Cái thân còn khá là đẹp phải không? Cối còn ngon lành luôn nè. Chờ chống chày nữa nè. Nè. Đó, tiếng rắc còn ok luôn. Khuyên dây bằng thao nữa. Nè, gạt cước ngon lành luôn. Hai chiều ok luôn. Thì con này nó có khuyết điểm cái là cái tay quay của nó hơi bị chốc sơn. Anh em về anh em chà nó sơn này ra, anh em sơn lại nha. Sơn lại là rất là đẹp luôn, anh em chà cái sơn này ra. Rồi anh em sơn lại là cái tay quay, là con này tay quay đẹp, là nhìn con máy đẹp liền luôn ha. Đây, máy còn ngon lành luôn. BE thì có sẵn trong đây. BE này hình như là có nối nha. Em nhìn nè. Em nhìn chỗ đây thì nó có thấy chỗ nối nè. Đó, ha. BE này có nối nha mọi người. Đó, đây. Ngon lành luôn. Ừ, chống nồi ngược bằng bi, con này hàng Japan nha. Con này mà mới, con này mà còn hơi mới sáng, cái tay quay ngon lành là giá đâu, giá không dưới 800 đâu mọi người ha. Con này em để cho anh em giá nhiêu? Con này em để cho anh em giá là 600k luôn ha. 600k anh em chơi được con Ultra này. Nè, 600k thôi. Thấy không? Con Ultra 3000. Đó, hàng Japan luôn, 600k. Đó, anh em mà biết chơi máy này thì anh em lấy nha. Nè, dòng này chơi rất là bền luôn. Có kim loại. Nè, con này tao quay là nó bị chốc sơn thôi. Đó. Rồi anh em nào chốt hàng chốt qua hàng giúp lào này giùm em nha. Em chỉ chốt qua hàng giúp lào này thôi nha mọi người. Nè. Quay lại cho anh em coi luôn nha ha. Máy còn khá là mượt nha anh em. Rồi, tiếp theo. Mã số này là mã số 6 nha mọi người. Cái này là mã số 6 nha. Đó, mã số 6 này 600k luôn mọi người ơi. Tiếp theo mã số 7. Đây, mã số 7. Nè, mã số 7 là em có thằng Toro GH. Thằng này dòng Toro này là của thằng Thái Lan nha mọi người. Toro này là hàng Thái Lan chứ không phải hàng Trung nha. Đây, mắc in Thái Lan. Đó, dòng Toro này em có 3 size Toro. Toro RH. Đó, dòng con trâu nè, trâu điên. Toro RH. Đó, mới cực kỳ, máy rất là đẹp luôn. Nè, hàng chính hãng hết nha mọi người. Đây, nè, Gatio nó là 5.2 nha, size 4000. Đây, size 4000 tay quay nè, núm nè, trời ơi, núm đẹp. Đây, máy quay cực kỳ là ngon luôn, chống đo ngược bằng bi luôn nha. Dòng này chống đo ngược bằng bi luôn anh em. Nè, chống là dính nè. Đó. Rồi, máy quay rất là mượt luôn. Rồi, con này Toro size 4000 này giá là 390k thôi. Anh em thấy không? Có 390k thôi anh em. Anh em nói có con máy Toro mới 100% xài luôn rồi. Đó, giá cực kỳ là rẻ mà máy cực kỳ là đẹp luôn. Thấy không? 390k, dòng này dòng 4000, size 4000 nha. Đây, size 4000. Đó, anh em nào chơi lăn xê rồi lấy nguyên một cái dạng máy này thì khỏi khỏi chơi luôn. Rồi, size 6000 nè. Size 6000 là 410 nha. 6000 là 410. Đó. Nè, 6000 anh em đánh câu ngâm, lăn xê, câu cá cha rồi đó thì mình lấy size 6000 nha. Câu lục rồi đó. 7000 nè, size 60000 thì anh em câu cá to nha. Anh em là câu cá to, câu ngâm rồi đó, lăn xê bạc bãi rồi thì mình lấy size to này, size 7000 anh em. Con này size 7000 rất là to luôn. Ha. Nè, máy đẹp lắm, đẹp, có kim loại nha, tay quay kim loại luôn anh em. Gạt rất ngon lành hết trơn. Tiếng rất là ca là to luôn. Đó. Anh em nào mình chốt hàng thì mình chốt qua cái hàng dép lào này cho em nha mọi người. Đó, đây, cửa với lào bên đây. Đây, đó, dòng GH nè. Đẹp cực kỳ luôn. Em còn là mỗi size có mà mỗi thứ tầm với vài con nữa là hết nha mọi người. Em về là hai thùng tầm khoảng cỡ trăm mấy chục con á.
Này, em bán mới có mấy ngày là gần bức rồi đó. Ha, rồi ok. Đó, anh em nào chốt hàng thì chốt qua hàng dép lào này giùm em nha mọi người. Đây, rồi, ha. Rồi, tiếp theo nghe anh em. Đó, đây, mã số 1, mã số 2, mã số 3, mã số 4, mã số 5, mã số 6, mã số 7. Cái này là mã số 7 nha, con size 4.000 là mã số 7 nha anh em. Size 6.000 là mã số 8, size 7.000 là mã số 9 ha. 9 mã nha mọi người.